Đây là cái cánh người ta đang làm đường bê tông. Đường bê tông nông thôn. Rất là chắc chắn. Ngày xưa ở nông thôn này các cái con đường nó rất là khó đi, lầy lội hay là cát hay là ô voi ô gà rất là khó đi, rất là xấu. Hôm nay người ta có giải pháp là làm đường bê tông cực kỳ chắc chắn luôn, đường đi cũng như đường dầu luôn. Đây là cánh các ông thợ đang làm. Love you.